khi xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm y sáng hối tỏa vàng nước lớn. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền, càng ngày si tối đạo làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn mẹ khuyên.
không ham mê chè râu, không hại gì bằng tổ nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thắm, vừa chung y bàn đó ầm ầm y đánh y nhau. Lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha, quên đi công y đức ông ở bà phải chân gì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân y là trong, xin khuyên người tỉnh y mộng ăn y nâng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính y mẹ ông bà tổ tiên. Đòi âm chỉ cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dầm dấp giữ gìn phong môn. Ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trọng, khuyên cũng đừng yểm cũ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mọi người lẫn nhiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thương còn thật xa.
đầu dòng bãi kim giới tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện anh ngay ở thẳng thiện duyên dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người nói theo tín Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay đêm ngày cầu nguyện giữ lại nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường một lòng một dạ thiện cầu xin ý tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phan độ người cần thế hùng quang thành thiền ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm ai mà lạc lòng bờ mê xem thường tội phước ở nào nề thân nhớ mau mau sám hối kịp giờ trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ lời kêu gọi thiết tha ai ơi thức tình đi ráng mà tu tâm thấy người cùng khổ ân cần hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố thí phước tăng hòa lùi giúp người bớt khổ mình vui phương tiện bố thí tội cầu xin chư Phật từ bi độ người sám hối sân si bỏ dần ai mà làm phước đi làm nhân dù gặp tai họa thánh thần cứu cho thấy đời mạt pháp không y lo không tu không sửa mãi lo làm giàu rồi đây gặp lượng sống đào vàng rồng bát nén làm sao giữ con đôi lời nhắn nhủ bà con sớm giềng cô bác kháng bòn phước đi đêm ngày niệm chữ từ bi tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ
sau này trở lại cung vi hầu cha hồ mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập sông y muối dưa trao dồi đạo đức để chừa tấm y tham rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm chưa kinh kệ luận đàm thiên nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hờn ích chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin y tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê trần gian lắm nỗi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất càng lún sâu có vật chân ra chơi với trong bể ái hà tử xanh xanh ý tử thật là chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng dù cho bão táp mưa phong kiến tâm định đi tâm như không còn nhờ đức từ bi vô thương gì bởi sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông trời trở gió đông cánh bèo tan rã có mong hiệp thành bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như màu sáng ra
bởi vì trong cõi tơ bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tâm thì thương, đem lòng khuyên bảo dễ thường khó nghe. Phải chi ai cũng kiên dè, sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần. Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi, tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà sống thân tài tiền, thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh, làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn, cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh cần miền sáng tu. Tu sao bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân thương ai giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên, độ con trí tuệ lập đổ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Thank you.
tu là bỏ lòng bỏ dù xê sáng cho lắm không bằng Nam Mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ tập làm bố thí lần vô cửa thiền để rồi sớm tối cần chuyên hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật là cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần xưa kia hung dữ vội phần hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành ai ai cũng có lòng thành thở trời chính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề xưa thì dục lạc lầm mê ngày nay sáng ma hối lần về cây xưa diệu trì mẹ đợi sớm trưa con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về kim giai con được hầu kề hầu cha hầu mẹ trăm bề nhàn thân mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi đã tu khuyên chớ dễ vui gắn công rèn tâm lao chùi thân tâm bỏ đi sự sai lầm năng hành bố thí diệu tâm pháp màu tu hành Phật chẳng bỏ đâu khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình lưới trời lòng lòng làm sao tránh đi cõi thiên đình quở vang bây giờ ta chịu cơ ngàn theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua mong ai quy kính đi chánh đi tà con đường chánh ni đạo đề mà tu tăng tu là biết trong thánh ni thần bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn tu mà phước khi đức không ở bọn còn chi thân tu là làm phước làm nhân giúp người là ư bước cơ bằng nạn ta
liên hoa mà hoa phẩm là người mà sanh ta. Nam mô sao trời Di Đà, thường xuyên mà tống niệm thân đời tất đi đức tu tăng ơi bớt đi mà lợi lạc thì nghĩa giới nhân phải trọn nghề làm tu thầy phải sống thanh ni bần cầu xin ni tam bảo hồng ân phù này hạ quân sắp mà tới hết đây không tu không sửa hội này hết trơn tu mong sao thoát cầm ta bà dễ miền mà cất lạc Phật Đà thẳng thơi ham chi trần hạ lời thắt cao chi bằng tâm đạo dòi trao đánh tan lục dục phá nhào vô minh mình y tâm kiên tâm y giữ dành an lòng mà tu niệm ấy thất tình phải hà sang bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng con cuối lại đặng tam giới con quy mãn cùng mười phương Phật nay con nguyện pháp nguyện rồng tiếp điện khứ mẫu hoàng lắp thành kính long đình trong ngày hỏi ôi xin mẹ chỉ dạy lời ngọc châu tu hiền chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi
lòng hiếu kẻ tâu qua mong đền đáp trong kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điển phụ tình thương để cảm ứng chứng minh tâm thành của cha lỗi lầm trao lưu truyền bá tánh
còn tình ni tấn ni công phu quyết lòng chẳng ư để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời nguyện trên hoàng mẫu chương tòa cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên chứng y lòng Phật tử họ Phan Lan Anh tên gọi dậy thời ngày nay Pháp danh y tâm y đức dậy thời tâm y ăn ư tống bộ kinh khuyên đời duy thương họ nguyện là con Pháp danh lại mẹ thượng tình chứng lòng nam nữ hữu hình ngày nay Ngọc Thanh con mẹ họ Lư đồng chung khi mà phát nguyện thì để quyền chân kinh cầu an gia đình.
thọ điên điên dinh trường. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 pháp danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Ave Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng viên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Lời Phật rõ ràng thành mì tâm mì sáng mà hối tỏa vàng nước lớn. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thân thần, lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng thi đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt nơi cùng nhiều. Mai nhờ con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thân cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiền rất khó. Khuyên ai chớ có nắng đi đó, đó là sự thật sớm đi lo kêu chạy. Nếu hàng màu kính mẹ hiền phủ ơi
đây. Đừng tưởng thấy mộng vàng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi đua chen danh lời, quên hẳn đi trung tính ở đời. Chơi bời tháng ngày quên mất những lời mẹ khuyên. Con hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tu nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thâm, vừa chung y bàn đó ầm ầm mê đánh y nhau. Lại chưa nói ân y thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng